đường gian nan đi ở bên Singapore. Xe tăng rồi. Đi thẳng. Ờ, cái đường ok. Qua một cái công trình tương đối là nguy hiểm này.
qua đây. Rồi đi như con kia. Ờ, đường này nãy là khu vực đi được. Đi tắt đường này ra này. Thú vị. Ok, thank you. À. Mình mà đứng lại vậy là hết nơi cống xăng. Chỗ kia có nhiều cây bị chết này. Nắng, nắng cũng phải chịu. Quả của nó ấy. À, quả. Trên bản đồ đường này là đường ngắn nhất. Hả? Nhưng trên bản đồ đường này sẽ là đường ngắn nhất. Ngắn không? Ờ. Ngắn mà đi bãi cho tôi đâu. Đi bộ nó thế, nó phải thế. Mình sẽ bắt xe buýt ở đây này, mình xem đây đã. Thank you for cooperation. Wow. Tôi cũng được một trải nghiệm thú vị. Không vấn đề gì. Oh, police. Oh, hai xe police ở đây. Anh nghĩ police họ đang chăm sóc mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Hôm nay phải đi được 10.000 bước, nhớ ra chưa? Hôm nay 10.000 bước, sẽ đạt được 10.000 bước đấy. Mình thôi, một bên trắng, một bên đen vậy. Lâu quá. Đối này đi. Xanh. Đi xanh bên này, đi bên này xanh quạt xanh. Bên nào xanh trước đi trước, đúng rồi. Ta bây giờ chán rồi. Xanh này đi trước, lâu xanh thế nhỉ. À.
lâu 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 lâu. Đây rồi. Đó. Wow, thế mới sướng. Con này GLC đấy. Mấy cây này ít nước. Go. Đây là cái gì? Thank you.